Mật ước Thành Đô, một thí dụ điển hình của sự dối trá. Năm 2010, trên Internet lan truyền tin giả kể rằng WikiLeaks công bố tài liệu tuyệt mật cho biết đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành khu tự trị của nước ngoài. Dù sau đó người đưa tin giả này khẳng định đây chỉ là loại tin bịa đặt, thì đến nay các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí vẫn sử dụng để vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam, và đáng tiếc một số người đã tin theo rồi có phát ngôn hành động thiếu chín chắn. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, blog người đưa tin Kami công bố bài viết của Kami nhan đề WikiLeaks kế hoạch cho Việt Nam được hưởng quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Trong đó viết rằng sự kiện này sẽ xảy ra vào năm 2020 và đó là thông tin nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi chính phủ Hoa Kỳ. Dù Kami coi đó chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ không phải tin chính thức của WikiLeaks. Xin vui lòng chờ tổ chức WikiLeaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ, thì tin này vẫn loang ra với tốc độ chóng mặt trước hệ quả tiêu cực từ thông tin bịa đặt. Ngày 6 tháng 12 năm 2010, Kami phải công bố tiếp bài đôi điều về bài viết WikiLeaks kế hoạch khẳng định đó chỉ là tin mang tính giả thiết. Một vài bài báo mang tính phiến luận ở dạng viết chơi, viết cho vui mà không hề có suy nghĩ, nó sẽ được mọi người các hãng truyền thông nhào nặn thành một tin tuyệt mật, cực kỳ quan trọng, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Kami vẫn mập mờ rào đón đó là một phép thử rồi ra vẻ đạo đức để lên giọng dạy dỗ. Mọi việc sẽ trở nên hết sức đơn giản nếu mọi người chúng ta đọc bài viết một cách kỹ càng, nghiêm túc từ đầu đến cuối, nếu không nói là đọc một vài lần để hiểu Kami muốn nói gì hay truyền tải thông tin gì qua bài viết của mình. Và một điều muốn nói với một số trang mạng, các đài radio hay đài truyền hình, đừng lấy các tin giả thiết rồi chế thành những tin thật, đó cũng không hay lắm cho uy tín của các bạn. 10 năm sau, cái tin nhảm nhí, vô ý thức, vô trách nhiệm, hết sức thâm độc do Kami bịa đặt đã được các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam thể hiện, khai thác và sử dụng làm vũ khí tiến công Đảng, Nhà nước và Việt Nam. Và có một điều lỗ bịch là, dù luôn tự xưng về tính trung thực, song BBC, VOA, RFA vẫn không xấu hổ khi thể hiện thói thiếu đạo đức báo chí của họ qua việc sử dụng tin giả của Kami như một món khoái khẩu. Mà bằng chứng là đến hôm nay, trên Internet vẫn lưu giữ các bài như thực hư tài liệu tuyên truyền về Thành Đô 15 tháng 10 năm 2014 đã đến lúc công bố mật ước Thành Đô BBC 17 tháng 10 năm 2014. Mật ước Thành Đô, nên hiểu mật ước Thành Đô như thế nào, VOA 13 tháng 12 năm 2017. Uẩn khúc hội nghị Thành Đô, lòng tin và sự minh bạch, RFA ngày 10 tháng 8 năm 2014. Đã đến lúc giải mật hội nghị Thành Đô RFA ngày 6 tháng 8 năm 2014. Và không chỉ các tổ chức chống cộng của người Việt ở nước ngoài, các trang mạng thù địch với Việt Nam, mà một số người tự nhận hoặc được gọi là nhân sĩ, trí thức, nhà dân chủ, người yêu nước cũng dựa vào tin bịa đặt này để đòi hỏi bạch hóa mật ước Thành Đô, sử dụng để vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam bán nước, kích động hành vi chống đối chính quyền. Chưa kể trong khi lẽ ra nếu muốn thể hiện sự lành mạnh tiếp nhận, cần phải tỉnh táo xem xét xác minh tính xác thực của các thông tin để phải phê phán, vạch rõ sự dối trá, thì một số cá nhân trong đó có cả cán bộ, đảng viên lại muốn cuốn theo luận điệu dối trá của kẻ xấu. Thậm chí trả lời phỏng vấn của BBC, một số người được gọi là nhân sĩ còn nói rằng chúng tôi đang muốn là Quốc hội phải thành lập một ủy ban nghiên cứu bạch hóa vấn đề này. Là thông tin dối trá cho nên trong vòng 10 năm khai thác cái gọi là mật ước Thành Đô, những kẻ cố tình khuếch đại và biến hoang tin này thành công cụ để chống phá Việt Nam, và một số người tin theo một cách cảm tính rồi dựa vào đó để chất vấn Đảng, Nhà nước, đều có một đặc điểm chung là chưa bao giờ chứng minh được sự chính xác của nguồn tin mà điều viện dẫn một cách mơ hồ rằng dẫn lại từ WikiLeaks. Thậm chí dựng đứng ra chuyện Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu đã công bố, dù báo chí chính thống và rất nhiều bài viết, ý kiến trên mạng đã bác bỏ, chứng minh mật ước Thành Đô chỉ là thứ tin giả, khi tiếp nhận và sử dụng phải tỉnh táo, nhưng họ vẫn tảng lờ. Đặc biệt, những kẻ chống cộng có
còn tỏ ra lì lãng hơn, ngoan cố hơn, và vì thế trong bài Mật Ước Thành Đô, một người Mỹ gốc Việt từng viết, đó chỉ là câu chuyện hoang đường của những kẻ bị bệnh rối loạn nhân cách, tự nhận mình là người quốc gia chống cộng, do không hiểu được nội dung bài báo của Camus, hay hiểu những cố tình áp đặt sự rối loạn nhân cách của họ để làm thay đổi nội dung câu chuyện từ giả thuyết thành sự thật bằng chứng hiển nhiên. Tất nhiên, những kẻ bị rối loạn nhân cách thì không có ai, lẽ phải hay sự thật nào ngăn cản được sự hoang tưởng, điên dại của họ. Thậm chí đôi lúc trong chuyện giả tưởng này còn có lợi khi dùng thúc đẩy những người có nhiệt tình chống cộng nhưng ngu dốt vì thiếu tin tức chính xác lành mạnh lên cơn hoặc sôi máu anh hùng rơm để tham gia vào công cuộc đấu tranh chống Việt Cộng. Và lý giải tại sao chính quyền Việt Nam lại không bạch hóa Mật Ước Thành Đô theo ý muốn của một số người từ nước Mỹ trả lời phỏng vấn của trang Trực Diện TV. Luật sư Hoàng Duy Hồng phân tích, đây là chuyện không có, người ta bịa đặt ra mà mình cứ trả lời thì người ta bịa hết chuyện này đến chuyện khác mà mình vẫn phải trả lời hay sao? Nên, cách hay nhất của người lãnh đạo là khi người ta bịa đặt nhất là trong bối cảnh người ta cố tìm sơ hở để khai thác, tiến công thì cách hay nhất là im lặng, lấy cái tĩnh để chế cái động. Đó là cách ứng xử của nhà nước Việt Nam. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2020 vừa qua, phát biểu trên phố Bonsa TV, ông Hồng Phúc, một người Mỹ gốc Việt đã thẳng thắn vạch rõ, những người tung ra tin này là có tội với Tổ quốc, có tội với đất nước, có tội với người đã hy sinh bao nhiêu xương máu từ đời ông cha của mình để bảo vệ đất nước Việt Nam. Họ tung tin là để kích động quần chúng, chia rẽ hận thù và tôi coi đó là một đám vô lại. Kể từ ngày Camus tung tin giả bị hồi kia đến nay đã tròn 10 năm, nhưng không có bất cứ một dấu hiệu nào dù nhỏ nhất bảo đảm cho cái sự kiện mà Camus bịa ra. Trong 10 năm, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp thì dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, toàn thể dân tộc Việt Nam vẫn đoàn kết trong một khối và thống nhất, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vừa giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội với các thành tựu không thể phủ nhận, đồng thời tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng quốc tế. Trong 10 năm đó, rất nhiều văn bản hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế đã được ký kết. Nhiều hội nghị có tầm vóc quốc tế như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132 năm 2015, Diễn đàn APEC năm 2017, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 đã được tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, năm 2020 là năm Việt Nam đã chính thức đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020. Về sự phát triển kinh tế, như báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố tháng 12 năm 2019, đánh giá thì trong bối cảnh bất định tăng lên trên toàn cầu, Việt Nam chắc chắn vẫn nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt dưới 6,8%, cao gần gấp 3 lần so với tốc độ bình quân của thế giới 2,6%, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với bình quân ở khu vực Đông Á, Thái Bình Dương. Các sự kiện, con số, đánh giá như vậy đã trực tiếp khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ, nỗ lực phát triển đất nước bằng chính trí tuệ, nội lực của toàn dân tộc, là nguyên tắc bất di bất dịch của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập với cộng đồng nhân loại, đồng thời trực tiếp vạch trần sự bất lương của các thế lực thù địch, của một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí khi sử dụng tin giả Mật Ước Thành Đô để vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đó cũng là sự thật trực tiếp cảnh tỉnh những ai mơ hồ vì nhẹ dạ cả tin mà thiếu tỉnh táo trước loại thông tin bịa đặt đã được đông đặt thổi phồng chỉ nhằm mục đích của kẻ xấu. Những năm qua trong sự phát triển của Việt Nam, chúng ta đánh giá cao vai trò của Internet, trong khi tham gia phát triển mối liên hệ giữa con người với con người, truyền bá thông tin, phổ biến tri thức, góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí, xây dựng các mối quan hệ kinh tế. Song không vì thế mà chúng ta bị xem nhẹ các vấn đề quan trọng là Internet đã và đang bị các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng biến thành công cụ chống phá chế độ, tác động tiêu cực đến uy tín của Đảng và Nhà nước, gieo rắc thông tin sai trái, bịa đặt để thao túng, lũng đoạn niềm tin xã hội, cản trở sự phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tin giả về Mật Ước Thành Đô không chỉ là thí dụ điển hình mà còn là đỉnh điểm của vô số dối trá, biểu hồi mà kẻ xấu đã thực hiện trong những năm qua, là bằng chứng cho thấy quan hệ
chặt chẽ giữa các thế lực thù địch với BBC, VOA, RFA khi sử dụng tin giả để chống phá Việt Nam. Vì thế, trước sự phức tạp trong cuộc đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, mỗi người Việt Nam, đặc biệt là cán bộ và đảng viên cần tiếp tục củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thông, chính thống, có bản lĩnh, sáng suốt, tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin để tự mình và giúp người khác phân biệt giữa đúng với sai, giữa trung thực với dối trá để tự mình trở thành nhân tố tích cực, góp phần bảo vệ, củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ cuộc sống của chính bản thân mình.